tuyển Việt Nam nhận thẻ đỏ vì có VAR và vì không có VAR. Đội tuyển Việt Nam khép lại kỳ FIFA Days tháng 10 với trận thua đậm trước Hàn Quốc. Sau hai trận đấu giao hữu chính thức, đội bóng của huấn luyện viên Chu-si đã nhận hai thẻ đỏ trong những bối cảnh đối ngược nhau. Trước chủ nhà Hàn Quốc, hạng 26 thế giới, vượt trội hoàn toàn về mặt đẳng cấp, đội tuyển Việt Nam, hạng 95, không thể chống đỡ và phải nhận thất bại nặng nề 0-6. Trận đấu cuối cùng của dịp FIFA Days tháng 10 này cũng là kỷ niệm khó quên với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Khó quên là bởi, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội có dịp đối đầu với những chân sút hàng đầu như Son Heung-min, Lee Kang-in, và càng khó quên hơn khi trung vệ sinh năm 1999 đã bị truất quyền thi đấu một cách oan uổng. Phút 61, sau pha đỡ bước một lỗi gần vòng cấm và để bóng rơi vào chân của Son Heung-min, Việt Anh buộc phải xoạc bóng để tránh bàn thua. Tiền đạo của Tottenham ngã và trọng tài đã ngay lập tức cắt còi, đồng thời phạt thẻ vàng cho trung vệ của Việt Nam. Trước đó, ở hiệp 1, Việt Anh đã nhận một thẻ vàng nên phải rời sân. Tình huống chiếu chậm cho thấy, Việt Anh đã xoạc trúng bóng. Còn Son Heung-min va vào chân của trung vệ này nên ngã. Tuy nhiên, vì trận đấu không sử dụng công nghệ VAR nên trọng tài không thay đổi quyết định. Ở trận đấu đầu tiên của dịp FIFA Days tháng 10 gặp đội Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam cũng nhận một thẻ đỏ từ tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Nhưng trái ngược hoàn toàn với trường hợp của Việt Anh, Tiến Linh bị truất quyền thi đấu vì có VAR can thiệp. Cuối hiệp 2, chân sút của câu lạc bộ Bình Dương có pha vào bóng quyết liệt, khiến hậu vệ đội chủ nhà phải nổi nóng. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng để phạt cảnh cáo tiền đạo sinh năm 1997. Tuy nhiên, sau khi nghe những tham vấn từ phòng VAR, trọng tài chính đã quyết định xem lại băng chiếu chậm. Sau khi rời sân để tham khảo màn hình VAR, trọng tài chính đã xóa thẻ vàng và rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Tiến Linh. Cũng vì tấm thẻ đỏ này, chân sút 26 tuổi bị treo giò và không thể ra sân ở trận gặp đội Hàn Quốc. Trở lại với đội tuyển Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Chu-si trải qua 3 trận đấu, 2 trận giao hữu chính thức và nhận tổng cộng 10 bàn thua. Dịp FIFA Days tháng 10 đã giúp đội tuyển Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm và biết mình đang ở đâu trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.